Các bạn nào muốn có thật là nhiều con huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con huy lên tới 419 con huy hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhé. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ, tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn cách chúng ta chơi một sự kiện mới để chúng ta nhận quà này, cũng như là đưa đến các bạn một cái lỗi trong sự kiện của Lavi khá là hay luôn. Và lỗi này cũng hơi bị nghiêm trọng luôn nhá. Các bạn sẽ nhận được skin Lavi như là miễn phí luôn đấy, cực kỳ ngon. Thì xíu nữa lỗi này nó như thế nào mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn. Mình cũng chưa biết chắc là không biết là đến cái lúc thời điểm mà mình đăng clip này thì bên Liên Quân người ta đã sửa lỗi hay là chưa. Đó, người ta đã sửa lỗi trong sự kiện này hay là chưa. Không biết là các bạn nào nếu mà nhận được skin lỗi như thế thì các bạn có thể bình luận phía dưới cho mình và các bạn người xem chúng ta đều biết nhá. Và đầu tiên thì chúng ta cùng đến với sự kiện mới ngày hôm nay. Mình sẽ truy cập vào nhá. Đó chính là thành tích chiến lược này. Thì sự kiện này các bạn nhận được khá là nhiều phần quà. Rồi, và đầu tiên khi mà các bạn vào trong đây chúng ta thấy này, các bạn sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ như là dùng xạ thủ hoàn thành một trận bất kỳ này, dùng đỡ đòn hoàn thành một trận bất kỳ, dùng đấu sĩ này, pháp sư này, trợ thủ này, rồi là trợ thủ, rồi là dùng sát thủ các bạn nhá. Thì ở đây khi sáng ấy mình có chơi một trận xạ thủ rồi. Các bạn nếu mà hoàn thành xong thì các bạn cứ nhấn vào cộng tiến độ này. Đó, và sau khi mà hoàn thành full tiến độ xong rồi thì bạn sẽ nhận được đó chính là dương hạ này, nhận hiệu ứng hạ APL và sau bộ mệnh X1 các bạn nhá. Nghĩa là chúng ta vừa nhận được hiệu ứng này, vừa nhận được sau bộ mệnh nữa. Ok, và khi mà chúng ta hoàn thành trận đấu hàng đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ nhận được đó chính là dương ngẫu nhiên 100 mảnh ngọc hoặc là sao hộ mệnh các bạn nhá. Ok, thì nói chung là phần quà mình thấy cũng khá là ngon. Và bên đây khi mà chúng ta hoàn thành xong tích lũy mốc thì bạn sẽ sang đó chính là mốc phần thưởng này. Mình ở đây thì vẫn chưa hoàn thành nên là mình chưa sang được cái mốc phần thưởng nữa cơ. Đó. Nên là bạn nào đang xem thì chúng ta hoàn thành xong 6 nhiệm vụ này nhá. Chúng ta có 6 nhiệm vụ này thì bạn sẽ sang được cái mốc phần thưởng ở bên đây. Ok, mình chưa hoàn thành xong nên là mình chưa sang được. Sự kiện này cũng khá là dễ thôi. Các bạn cứ hoàn thành xong là chúng ta nhận được hết các phần quà. Đó. Và tiếp theo thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng ra mắt sự kiện của Lavi. Thì sự kiện này hiện tại thì mình cũng chưa chơi tại vì mình cũng sợ là bị lỗi ấy. Nếu mà bị lỗi thì mất công là bị thu hồi các kiểu. Và lỗi này nó như thế nào thì sau đây mình cũng sẽ đưa đến cho tất cả các bạn luôn. Và sáng nay thì mình có lướt trên Facebook ấy thì thấy có một số bạn chúng ta đăng bài viết kiểu như thế này. Thì chỉ với một quân huy thôi là bạn này đã trúng được skin của Lavi rồi. Đó, bạn thấy không? Thì nói chung là skin Lavi chiến thuật MOBA là một skin cực kỳ đẹp. Nếu mà các bạn muốn chơi thì chúng ta cũng mất đâu đó khoảng trên 2k quân huy. Nhưng mà bạn này ấy mở một cái chúng ta trúng được luôn. Và thường ấy theo thể lệ cách chơi của sự kiện thì chúng ta phải mở full một hàng thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta nhận được. Nghĩa là full hàng ngang này hoặc là hàng dọc này, mỗi hàng thì sẽ có 5 ô, chúng ta phải mở full 5 ô thì chúng ta mới được tính. Nhưng mà ở đây thì bạn này chỉ mở một cái thôi là bạn này được luôn skin của vị tướng Lavi rồi. Đó, ở trước mặt thì mình cũng đang cho bạn xem. Thì đây là một kết lỗi các bạn nhá. Một quân huy nhận được skin của vị tướng Lavi chiến thuật MOBA. Và mình có lướt thì thấy rất là nhiều bạn thì chúng ta cũng mở được như thế này. Không phải là 100% chúng ta chơi chúng ta đều nhận được đâu bạn nhá. Mà các bạn chúng ta kiểu như là có tỷ lệ ấy chúng ta mới nhận được. Thì mình cũng có vào bài viết của bạn này luôn để mình vào cho tất cả các bạn chúng ta xem thử qua luôn các bạn nhá. Đây, tiếp theo thì mình có vào trong bài viết của bạn này rồi. Đó, bạn thấy này, bạn này chúc mừng, bạn đã nhận được Lavi chiến thần MOBA. Wow, rất là xịn luôn. Và bạn này chơi chỉ mất một quân huy thôi các bạn nhá. Đây, chúng ta vào bài viết của bạn này. Có rất là nhiều bạn bảo như là, ví dụ như là bạn này bốc phét rồi các kiểu ấy. Nhưng mà thật sự là bạn này trúng thật các bạn nhá. Bạn này còn chụp cả hình, bạn này trúng skin lại này các bạn. Wow, rất là xịn luôn. Tiếp theo thì bạn này có quay lại đoạn video luôn ấy để chúng ta xem thử bạn này vào trong game cho bạn chúng ta xem nhá. Đó, bạn này đang vào trong game để kiểu như là quay cho mấy bạn kia tin ấy. Mấy bạn kia toàn bảo bạn này bông phét thôi. Nhưng mà mình có đọc qua rất là nhiều bài viết sáng ngày hôm nay, có rất là nhiều bạn chúng ta quay chúng chứ không phải mình bạn này đâu nhá. Nên là nếu mà bạn nào muốn thử thì cũng có thể vào game ra quay thử một con huy xem. Tại vì lượt đầu chỉ mất 9 con huy thôi. Đây, bạn này đang quay lại test lại thử cho mấy bạn này và mấy bạn này xem này. Đó, nói chung là bạn này đã trúng được
Skin Lavi rồi, theo mình có nghĩa là có lẽ là bên Liên Quân người ta đang có cái lỗi này thôi, và mình cũng không biết là đến khi nào thì người ta mới sửa đây. Bạn, các bạn thấy là bạn này đã sở hữu skin của Lavi luôn rồi này, đó rất là xịn, kiểu chứng minh mình rất là uy tín luôn, nhưng mình không phải là bốc phét, được các bạn? Rồi ok, thì nói chung là đây là cũng là một cái lỗi. Và nếu mà bạn nào đang xem chúng ta chúng ta chơi chơi ấy, thì các bạn có thể vào chúng ta chơi thử xem, tại vì lượt đầu tiên ấy ta chỉ mất 5 con huy mà thôi là các bạn chúng ta đã nhận được skin. Nếu mà kiểu như là bị lỗi ấy thì sẽ nhận được luôn, còn nếu không bị lỗi thì các bạn sẽ chơi mà phải chơi full hàng chúng ta mới có cơ hội nhận được nhá. Rồi, và cái video thì bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta muốn nhận con huy miễn phí này, có thật là nhiều con huy, thì bạn cứ vào trong sotolowki.com để chúng ta chơi và chúng ta nhận con huy về trong nick các bạn nhá. Đăng ký tài khoản mới là bạn nhận con huy free rồi. Và chơi vòng quay này, mình thấy là vòng quay rồi là dương con huy, chúng con huy rất là ngon, nên là các bạn cứ truy cập ngay vào trong số các bạn nhá. Đường link mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn. Giờ thì video của mình kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhá.